Ngày Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021, vật lịch 2565, môn học Thắng Pháp Abhidhamma, chương 4, Toát yếu sắc pháp, Rupa Sangaha tiếp theo. Bài 33, phân loại sắc pháp, Rupa Vipago. Sẽ do Thượng tọa Thầy Siêu biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thành thần tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin tam hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lên thê. Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân thần tòa minh hạnh. Giờ đây chúng con kính cùng thành thần tòa giác đạo từ bi dẫn nhập pháp tòa hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính đảnh lễ thi tòa tự siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta học Thắng Pháp thì ngoài những cái pháp được nêu ra từng cá thể riêng biệt, như là quý vị đã nhìn trong cái biểu đồ chư pháp đó, chúng ta thấy có từng chấm hay từng vòng tròn đó, là đơn lẻ một pháp. Nhưng mà bên cạnh đó thì một vấn đề rất là quan trọng, đó là sự phân nhóm. Ở trong khi mà chúng ta học về danh pháp hay học về tâm pháp đó, dù là tâm hay là thuộc tánh thì đều có phân nhóm hết. Mặc dù là khi chúng ta học trong giáo trình vừa rồi đó, thì nó không có một cái bài riêng biệt để phân biệt. Nhưng mà đối với sắc pháp thì rất là cần để chúng ta nắm rõ về mặt này. Và bởi vì thông thường khi mà chúng ta đã học xong thì các vị sẽ thấy rằng rất ít khi mà chúng ta đề cập đến những cái chi pháp riêng lẻ mà chúng ta gọi thường nhóm. Ví dụ chúng ta gọi sắc tứ đại, hay là y sinh, hoặc giả là chúng ta nói sắc bất ly, hay là sắc nghiệp, hay là sắc tế, vân vân. Thì khi mà đề cập đến từng nhóm như vậy đó, là cái người học phải nắm vững là khi mà chúng ta nói về tám sắc bất ly là nói về cái gì. Và khi mà nói điều đó đó, vì giảng sư không phải nêu lên từng phần một, thành ra cái chuyện phân nhóm đó chuyện rất là quan trọng. Ở đây cũng xin thưa một điểm là bởi vì trong cách phân nhóm này đó, nó vốn đã có sẵn từ ở trong quyển Thắng Pháp Tầm Yếu Luận. Và bộ Thắng Pháp Tầm Yếu Luận đó thì lại được nó là một cái sưu tập từ ở trong Thắng Pháp Tạng. Rồi sau này những vị như là Ngài Tịnh Sự, hay là trước đó là Ngài thầy của Ngài Tịnh Sự là Ngài Sathama Chodika, thì Ngài cũng sử dụng điều này nhưng mà Ngài giảng cách khác đi. Thì hôm nay thưa quý vị, chúng ta đừng ngạc nhiên là trong phần đầu đó có cái phân loại một sắc pháp, có một chi. Thật ra thì
đã là phân thì nó phải có hai cái trở lên chúng ta mới phân. Nhưng mà khi mà chúng ta học về phần đầu đó thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái khía cạnh đề cập đến sắc pháp, và trong đó cũng có rất nhiều điểm để mà cần suy gẫm, cần học. Và dĩ nhiên ở trong cái phần chia tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy rằng từng nhóm, và trong mỗi nhóm này nó sẽ có một cái sự cần thiết về sau này, khi mà chúng ta học về những trình của sắc pháp, hay hoặc giả là về duyên hệ, hay về một số điều khác, chúng ta sẽ thấy rằng cái sự phân nhóm rất là quan trọng. Bây giờ thì xin được mời quý vị Phật tử nghe bài học, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thính chư tổ thực siêu để giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ cho tôi chúng con kính tri ân thượng tọa chư đẳng. Bài học hôm nay chương 4 tiếp theo phần 2, bài 31, phân loại sắc pháp, tru bá phi, biết phà vô. Phần phân loại sắc pháp được ngài Anuruddha liệt kê trong quyển Abhidhamma Sankhaha là một sưu tập tìm thấy đó đây trong tánh pháp đàng. Sau này trong giáo trình xử lý học, ngài Sathamacchodika có nêu chi tiết hơn với nhiều chú thích. Sự phân chia sắc pháp thành từng nhóm giống như sự phân chia các loại tâm rất cần thiết để trình bày trong những phần khác sau này, như dự trình sắc pháp hay duyên hệ. Người học cần thuộc lòng để khi nói tới có thể nắm vững chi pháp. Sắc pháp thường được đề cập theo nhóm. Phần A, sắc pháp một loại Ekavitta là cách nói chung về sắc pháp, chứ không phải là phân loại. Tuy vậy, cũng được liệt kê ở đây. Đây là cách trình bày như pháp số truyền thống. Có một số chi tiết trong sự phân loại cần được lưu ý qua các câu thảo luận của từng phần. A, sắc pháp một loại Ekavitta. Tất cả sắc pháp đều gọi là vô nhân. Ai cần? Vì sắc pháp không có nhân tương ứng. Tất cả sắc pháp đều được gọi là hội duyên. Sắc tá chắc dần. Vì sắc pháp do duyên trời sanh. Tất cả sắc pháp đều gọi là cảnh lậu. Sa sa văn. Vì sắc pháp là cảnh của nhiều lậu. Tất cả sắc pháp đều gọi là hữu vi. Sanh các tăng. Vì sắc pháp còn bị tạo tác bởi bốn sở sanh là nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực. Tất cả sắc pháp đều gọi là hiệp thế. Lưu ký dần. Vì sắc pháp thuộc phạm trù, luân hồi, thuộc về đời. Tất cả sắc pháp đều gọi là dục giới. Kama vất cha rằng. Vì sắc pháp là đối tượng của dục ái. Tất cả sắc pháp đều gọi là vô cảnh. Anaram manam. Vì sắc pháp là vô tri, không biết cảnh. Tất cả sắc pháp đều gọi là phi ưng trường. Appa ha tất bằng. Vì sắc pháp không phải phiền não, không đáng bị thánh đạo sát trừ. Thảo luận 1. Tại sao nói tất cả sắc pháp đều gọi là dục giới, kama, vacharam? Vậy sắc thuộc sắc giới, rupa, vacharam thì sao? Thảo luận 2. Có một vật dường như có cảm tính như biết vươn cao khi chân chúc trong rừng, biết nghiêng theo thế huyền nhai khi gần dòng nước, virus có thích nghi và biến thể theo vaccine, hay thậm chí phản ứng theo âm nhạc, thổ nhưỡng, thì có nên nói sắc pháp hoàn toàn vô tri? B. Sắc pháp hai loại, đối với tăng. Sắc pháp hai loại thứ nhất là sắc nội phần, achati karupam, và sắc ngoại phần, ahira rupam. Một, sắc nội phần là sắc cơ quan bắc cảnh gồm năm sắc thanh triệt hay thần kinh. Hai, sắc ngoại phần là sắc không phải cơ quan bắc cảnh gồm 23 sắc ngoài năm sắc thần kinh. Sắc pháp hai loại thứ hai là sắc vật vattu rupam và sắc phi vật avattu rupam. Một, sắc vật
là sắc làm trú căn của tâm và tâm sở. Có 6 sắc là năm sắc thần kinh và sắc ý vực. 2. Sắc phi vực là sắc không phải trú căn của tâm pháp, gồm 22 sắc, ngoài ra 6 vực. Sắc pháp hai loại thứ ba là sắc môn. Tòa rã, rụt bằng, và sắc phi môn. Cái tòa rã, rụt bằng. 1. Sắc môn là sắc như cửa ngõ của tâm nhân sanh và nghiệp tác thành, gồm 7 thứ sắc là 7 sắc thần kinh, cửa sanh lộ môn, cửa sanh lộ tâm ngũ môn, 2 sắc biểu tri, cửa sanh thân nghiệp và khẩu nghiệp. 2. Sắc phi môn là sắc pháp không thành cửa ngõ cho tâm sanh và nghiệp sanh, 21 sắc ngoài 7 sắc môn. Sắc pháp hai loại thứ tư là sắc quyền, Indriya Rupang, và sắc phi quyền, Anindidra Dạ Rupang. 1. Sắc quyền là sắc cai quản sự thấy, sự nghe, vân vân. Có 8 thứ sắc là năm sắc thần kinh, hai sắc tính, một sắc mạng. 2. Sắc phi quyền là sắc không có chức năng cai quản, gồm 20 sắc ngoài 8 sắc quyền. Sắc pháp hai loại thứ năm là sắc thô, Ula Vika Rupang, và sắc tế, Chukku Mat Rupang. 1. Sắc thô là sắc hiện bày rõ, gồm 12 thứ sắc là năm sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới, sắc, thinh, khí, vị, xúc, đất, lửa, gió. 2. Sắc tế là sắc không hiện bày rõ, gồm 16 thứ sắc ngoài 12 sắc thô. Sắc pháp hai loại thứ 6 là sắc cận, Santike Rupang, và sắc viễn, Dure Rupang. 1. Sắc cận là sắc gần, dễ biết, chính là 12 sắc thô. 2. Sắc viễn là sắc xa, khó biết, chính là 16 sắc tế. Sắc pháp hai loại thứ 7 là sắc hữu đối chiếu, Sapati Rupang, và sắc vô đối chiếu, Apatiga Rupang. 1. Sắc hữu đối chiếu là sắc đối chiếu nhau như thần kinh nhãn, đối chiếu cảnh sắc, v.v. chính là 12 sắc thô, 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới. 2. Sắc vô đối chiếu là sắc không đối chiếu với nhau, chính là 16 sắc tế. Sắc pháp hai loại thứ 8 là sắc thủ, Upa Nidna Rupang, và sắc phi thủ, Anupa Nidna Rupang. 1. Sắc thủ là sắc được nghiệp thủ tạo thành, tức là sắc sanh từ nghiệp bất thiện và thiện, và thiện hiệp thế, gồm 18 thứ sắc nghiệp, 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc y vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới. 2. Sắc phi thủ là sắc không do nghiệp thủ tạo thành, tức là sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực tạo. Sắc pháp hai loại thứ 9 là sắc hữu kiến, Sandidas Sana Rupang, và sắc vô kiến, Anidas Sana Rupang. 1. Sắc hữu kiến là sắc thấy được bằng mắt, đó là sắc cảnh sắc hay sắc xử, hay sắc xứ, Rupa Yatanang. 2. Sắc vô kiến là sắc không thấy được bằng mắt, gồm 27 sắc ngoài cảnh sắc. Sắc pháp hai loại thứ 10 là sắc bất cảnh, Ucharat Gaha Kha Rupang, và sắc không bất cảnh, Ucharat Gaha Kha Rupang. 1. Sắc bất cảnh là sắc có vai trò thu bắt cảnh sắc, sắc hình vân vân. Đây là sắc thần kinh. Nhưng thần kinh nhận sắc, thần kinh nhĩ là sắc bất cảnh không chạm, Asambhata Vasena. Còn 3 sắc thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân là những sắc bất cảnh có chạm, Sambhata Vasena. 2. Sắc không bất cảnh là sắc không có chức năng thu bắt cảnh ngũ. Đây là 23 sắc, ngoài ra 5 thần kinh. Sắc pháp hai loại thứ 11 là sắc bất ly, Avinipo Garubang, và sắc khả ly,
Inipho Garubang. 1. Sắc bất ly là sắc sanh chung nhau, không thể tách rời nhau. Có 8 thứ sắc bất ly là màu, mùi, vị, dụng tố và 4 sắc đại hiện. 2. Sắc khả ly là sắc sanh riêng lẻ, có thể tách rời nhau. Ngoài 8 sắc bất ly, 20 sắc còn lại gọi là sắc khả ly. Thảo luận 3. Theo thắng pháp, thì vậy chăng có những thứ vật chất sanh khởi và tồn tại hoàn toàn độc lập với nghiệp chúng sanh hay không liên hệ gì với tâm thức, như quan niệm, nhất thế, pháp truy tâm tạo. Thảo luận 4. Ngày nay, hình ảnh và âm thanh được số hóa và gửi đi rất xa để được nhận biết, như sinh hoạt trong bao tháp chẳng hạn. Hiện tượng âm thanh và hình ảnh này có thể hiểu giống như cảnh sắc, cảnh tinh trong thánh pháp truyền thống chăng? Biên soạn giáo trình, Thầy Kheo Tuệ Siêu. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung kính ngài Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Quý vị đọc bài xong chưa? Vì cái phần chót chúng tôi không có nghe. À, xong rồi. À, kính thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi mới nghe cái lời nói sau cùng. Thực ra hôm nay chúng tôi cứ nghĩ rằng là vị tri chúng đã được sinh hoạt xong, cho nên chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi đã không nhắc, nhưng mà đến khi thượng tọa giới tẳng dẫn nhập thì thượng tọa cũng không có nói tới. Rồi cô Metavanya cứ đọc bài từ đầu cho đến cuối. Bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao. Vì trước đây chúng ta có sinh hoạt một buổi học hôm thứ năm. Thì hễ quý vị đọc xong một đoạn thì tới phần thảo luận là thượng tọa giảng đẳng sẽ lên nêu cái câu thảo luận rồi chúng tôi trả lời, xong rồi cái quý vị mới đọc tiếp cái đoạn thứ hai vân vân. Cũng như ngày hôm nay đó, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nên đọc cái phần sắc pháp một loại khi hết tám phần sắc pháp một loại đó chúng ta ngưng. Chúng tôi giảng bài xong, thượng tọa giảng đẳng sẽ nêu lên hai câu thảo luận, câu một câu hai. Xong rồi mới mời MC đọc tiếp cho cái phần B là sắc pháp hai loại. Chúng tôi giảng xong sắc pháp hai loại thì thượng tọa giảng đẳng sẽ nêu ra từng câu thảo luận 3 chúng tôi trả lời, rồi câu thảo luận 4 chúng tôi trả lời. Như vậy thì chúng ta có bài bản chút xíu. Còn bây giờ thì giảng phần A. Vậy là cô Metavanya khỏi đọc bài nữa. Giảng phần A xong rồi thảo luận xong mới tới giảng phần B, rồi mới tới thảo luận. Nhưng mà mai này để cho nó nhịp nhàng chút xíu thì MC chú ý hễ đọc bài đến cái chỗ nào mà bị ngắt ngang một hai câu thảo luận thì chúng ta biết cái chỗ đó là dừng lại, không phải đọc tiếp.
để giảng xong phần đó và thảo luận phần đó rồi thì chúng ta sẽ được mời đọc cái phần kế tiếp. Quý vị nhớ dùm cái này, tất cả các vị MC ở trong room chúng ta nhớ cái cách sinh hoạt đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu học Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học cái phần 2 trong cái chương 4 sắc pháp. Phần 2 là nói về phân loại sắc pháp Rupa Vipago. Thực ra khi mà chúng tôi soạn cái tóc yếu A Tỳ Đàm dựa vào cái nội dung của Avatamsaka Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài Anuruddha, thì chúng tôi phải trình bày, phải lấy hết tất cả những cái chi tiết nào mà ở trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận ở Avatamsaka Ngài Anuruddha có đề cập đến. Cho nên khi mà nói đến phân loại sắc pháp thì lẽ ra chúng ta chỉ phân nhóm sắc pháp hai loại đủ rồi. Nhưng mà ngày hễ có hai thì phải có một theo pháp số. Mà một thì nó không thành nhóm, nó không thành nhóm. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần phải hiểu là cái tên gọi của sắc pháp, tên gọi của sắc pháp như là vô nhân Ahetukka, hữu duyên Sapacchayan, cảnh lậu Sasavan, hữu vi Sankhatan, hiệp thế lô kỳ dân, dục giới kama vacharan, vô cảnh anaramanam, phi ứng trừ apaha tapam. Nó có tám tên gọi, thì ở đây ngài nói là e cấu nguyên thân, tức là phân loại, phân loại một loại sắc pháp, phân một loại. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Sắc pháp mà có 8 cái tên như vậy đó là bởi vì thứ nhất tất cả sắc pháp được gọi là vô nhân. Ahetukka là pháp vô nhân. Bởi vì sắc pháp không có nhân tương ưng. Nhân tương ưng ở đây tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si, nó thuộc về sáu tâm sở, thuộc về hành quẩn. Và nhân tương ưng đó là danh nam mắt. Sắc pháp đó là sắc, cho nên nó không thể nào có danh pháp tương ưng, không thể nào có danh pháp tương ưng. Do vậy cho nên gọi là không có nhân tương ưng mới có tên gọi là Ahetukka. Chúng ta phải hiểu như thế. Chúng ta trở lại cái vấn đề gọi là tâm vô nhân đó. Ahetukka chitta có một loại tâm cũng gọi là tâm vô nhân. Tâm vô nhân ở đây là cũng là tâm không có nhân tương ưng, mặc dù tâm đó nó cũng thuộc về danh pháp, nhưng mà vì nó làm việc máy móc, gọi là những tâm cơ năng ấy, cho nên nó không có nhân tương ưng.
Và như vậy cái gọi là không có nhân tương ưng của sắc pháp nó khác hơn cái không có nhân tương ưng của tâm pháp. Cái trường hợp này chúng ta cũng nhớ, sau này chắc có lẽ là chúng ta sẽ học tới một cái phần mà được gọi là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân đó, một người lạc vô nhân ở cái cõi người, cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương nó khác với lạc vô nhân mà ở trên cõi vô tưởng. Đến lúc đó chúng tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị. Bây giờ nói ra thì nó bị lạc đề đi, cho nên chúng tôi chỉ trình bày quý vị nghe là chúng ta sắp học tới phần đó. Khi mà học về Phật Pháp, học Phật Pháp, chúng ta chú ý có những chỗ mặc dù có danh từ gọi giống nhau nhưng mà ý nghĩa thì, hoặc là cái điều kiện nó có khác nhau, nó khác nhau một chút. Thì đó gọi là, gọi sắc pháp là pháp vô nhân. Thứ hai, tất cả sắc pháp đều gọi là hữu duyên, sắc pháp chỉ dân. Chữ duyên ở đây đó là nói theo duyên hệ Patthana Paccaya, Paccaya, Patthana Paccaya. Duyên hệ này chúng ta đề cập đến 24 duyên, tức là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, liên tiếp duyên, vân vân. 24 duyên hệ, hệ chúng ta chỉ vô Aramana Paccaya, thiết bị tiết bát chì vô, anh ta rất bát chì vô con vật. Thì đó là những cái định lý hay là những cái quy luật, những cái điều kiện để tạo ra pháp hữu vi, để tạo ra pháp hữu vi. Sắc pháp không phải tự nhiên mà có. Sắc pháp nó phải có những cái duyên. Danh trợ sắc, duyên, danh duyên cho sắc, hoặc là sắc duyên cho sắc, hoặc là danh sắc duyên cho sắc. Cho nên sắc pháp không thể tự nhiên mà có, mà phải do duyên trợ tạo nó mới phát sanh lên. Ngược lại, sắc pháp nó cũng là năng duyên để nó trợ cho danh. Sắc pháp trợ cho sắc, cũng có như sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh. Nói chung, tức là sắc pháp cũng như danh pháp, nó là một cái nguồn máy, một cái loại pháp rất phức tạp. Cho nên cả sắc pháp đều gọi là hữu duyên, sắc bạch giác. Rồi thứ ba, tất cả các sắc đều gọi là cảnh lậu. Có vấn đề là cái chữ xa xôi quá. Trong thắng pháp á, thì dịch là cảnh lậu. Nhưng mà thường thì ở trong kinh tạng thì các ngài lại dịch xa xôi quá, dịch là hữu lậu. Hữu lậu chứ không phải cảnh lậu. Trong hai trường hợp này
thì chúng ta cũng nên chú ý sắc pháp là nói trên phương diện sắc pha vô gâm phi rô, tức là thắng pháp là sâu sắc về về pháp thực tính. Cái tiếng gọi là hữu lậu á, xem chừng chúng ta xài quen thì chúng ta thấy không có vấn đề gì, nhưng mà nếu phân tích cho kỹ thì nó lại có vấn đề. Thí dụ chúng ta nói sa hê tú cán với hê tú xâm dứt tán, hữu nhân có nghĩa là tương nhân, tương ân nhân có nghĩa là hữu nhân. Như vậy thì khi mà chúng ta nói đến a sầu quá xâm dứt tán là tương lậu, thì trong trường hợp này tương lậu chúng ta phải hiểu là nếu chúng ta xài chữ hữu lậu thì nó đồng nghĩa với chữ tương lậu, mà nếu nó đồng nghĩa với tương lậu, sắc pháp mà nói tương lậu là sai rồi. Bởi vì dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, tham, tà kiến và si, nó là danh pháp thì nó không thể nào nó tương ưng, nó hòa hợp với sắc pháp được. Cho nên sắc pháp không thể là hữu lậu, không thể là hữu lậu, không thể nào tương lậu được. Cho nên ở đây đó, Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề này. Phải nói đó là cảnh lậu. Vì sao? Vì dầu sắc pháp nó là sắc vô tri, nhưng mà nó còn vẫn còn bị tham, tà kiến và si biết được, dục lậu biết được, hữu lậu biết được, kiến lậu, vô minh lậu biết được. Thì cái gì, cái pháp nào mà còn bị lậu hoặc biết được gọi là cảnh lậu, cũng như bị phiền não biết gọi là cảnh phiền não, bị truyền biết được gọi là cảnh truyền, cảnh dục, cảnh lậu, cảnh bộc, cảnh phối, cảnh phược, cảnh cái. Cảnh truyền, cảnh phiền não, nó đi một loạt thôi thưa quý vị. Sau này chúng ta sẽ học về đầu đề tam, đầu đề nhị. Trong cái đầu đề nhị đó chúng ta sẽ học rõ ràng, chúng ta phân tích các loại pháp này thì chúng ta sẽ rõ. Chúng tôi lại lỡ hứa với quý vị cứ sau này không biết mấy lần, sau này có lẽ là chúng ta học tới 10 năm chúng ta mới chúng ta học tới. Chúng ta xin lỗi quý vị, nhân viên đưa đẩy tới đâu hay tới đó đi, không biết là chúng tôi sống được 10 năm để mà trình bày cho tới đó hay không nữa. Sắc pháp mà gọi là cảnh lậu là bởi vì sắc pháp là cảnh của, tại sao ở đây ở trong bài, xin lỗi quý vị, chờ chúng tôi lấy cái bản thảo của chúng tôi chút xíu. Tại sao cảnh của nhiều lậu hoặc là sao? Chúng tôi đâu bao giờ viết như thế này hả? Quý vị chờ chúng tôi chút.
Ở đây trong xin lỗi quý vị, ở đây trong cái bài viết của chúng tôi đó, ở tất cả sắc pháp đều gọi là cảnh lậu xa sâu quăng, vì sắc pháp là cảnh của lậu hoặc, chỉ có nhiêu thôi, bỏ chữ nhiều đi, chúng ta bỏ chữ nhiều, thêm chữ nhiều lậu hoặc thì nghe kỳ quá, chúng tôi không hiểu gì hết. Rồi tất cả sắc pháp đều gọi là hữu vi sankhatam. Vì sắc pháp còn bị tạo tác bởi bốn sở sanh là nghiệp, tâm, quý tiết và thực, nên gọi là pháp hữu vi, tức là do nghiệp tạo, do tâm tạo, do thời tiết tạo, do vật thực tạo. Cái đó gọi là kammasamutthana rupam, hay là kammaca rupam, là sắc nghiệp, là sắc do nghiệp tạo. Rồi cittasamutthana rupam hay là cittaca rupam, sắc do tâm tạo. Ưu tú sở mút thà năng rupan, hoặc là ưu tú chá rupan, là sắc do thời tiết tạo. Rồi ahara chá sở mút thà năng rupan, gọi là ahara chá rupan, là sắc do vật thực tạo. Vì rằng sắc pháp do bốn sở sanh là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực tạo ra, cho nên gọi là hữu vi. Chữ vi ở đây có nghĩa là tạo tác. Tạo thành. Như vậy chúng ta gọi nó là hữu vi. Rồi tiếp đến, tất cả các sắc pháp được gọi là lukiya, là hiệp thế. Vì sắc pháp nó thuộc phạm trù luân hồi, nó thuộc về đời, ở đây khi mà chúng ta nói đến pháp thì gồm có pháp hiệp thế, pháp siêu thế. Pháp hiệp thế Lokiya là 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở phối hợp tâm hiệp thế, 28 sắc pháp gọi là hiệp thế. Còn cái pháp siêu thế Lokuttara thì nó gồm có 20 tâm đạo, 20 tâm quả siêu thế và Niết Bàn, nên nó gọi là pháp siêu thế Lokuttara Thamma, Lokuttara Thamma. Thì như vậy sắc pháp nó nằm ở trong cái phạm trù thế gian luân hồi, cho nên gọi là hiệp thế lục vi giác. Tiếp đến sắc pháp, tất cả các sắc pháp đều gọi là kama vacharan, là dục giới, vì sắc pháp là đối tượng của dục ái. Kama raga biết được, hay nói một cách khác nữa thì sắc pháp là do tâm dục giới biết được. Cái tâm dục giới ở đây là 54 tâm, 54 tâm dục giới với 52 tâm sở phối hợp. Cái tâm thiền không biết được sắc pháp, tâm thiền không biết được sắc pháp. Cái tâm sắc giới chúng ta nói rằng cái tâm này đề mục hữu sắc, nhưng mà thực ra thì đề mục nó là chế định,
có hình thức, cho nên chữ sắc ở trong trường hợp đó chúng ta không phải là cái pháp chân đế, nó chỉ là cái pháp chế định mà thôi, hay gọi là tâm sắc giới, là tại vì những cái tâm này nó thuộc về thiền, đưa đến cõi phạm thiên sắc giới, cho nên gọi là tâm sắc giới, chứ không phải là đề mục của những cái tâm thiền đó là đề mục sắc pháp đâu. Sắc quẩn là đề mục của thiền quán thôi, chứ sắc quẩn không phải là đề mục của thiền chỉ. Ở trong thiền chỉ nó chỉ có hai loại đề mục, là đề mục chế định mà chúng ta gọi là nimitta paññatti. Nimitta paññatti có nghĩa là tiêu biểu chế định. Cái đó là đề mục, là đề mục của thiền, thiền sắc giới. Còn cái thiền vô sắc giới đó thì nó cũng đề mục không vô biên xứ, đề mục vô sở xứ, thì nó thuộc về tiêu biểu chế định, nó thuộc pháp chế định. Còn đề mục của cái thiền thức vô biên xứ và của thiền phi tưởng vi tưởng xứ đó, thì cái đó nó thuộc pháp chân đế, nhưng mà nó là tâm. Nó lấy cái tâm thiền thứ nhất làm cảnh, lấy tâm thiền thứ ba làm cảnh, cho nên gọi là biết cảnh chân đế. Cái thức vô vi xứ, thiền thức vô vi xứ, thiền phi tưởng vi tưởng xứ, thì nó biết cảnh chân đế là biết dễ, không phải là biết cảnh sắc pháp. Cho nên cái tiếng mà gọi là tâm dục giới nó có hai cái nghĩa. Một là vì là đối tượng của dục ái, hoặc là đối tượng của tâm dục giới. Tiếp đến, tất cả sắc pháp đều gọi là vô cảnh. Chữ vô cảnh Anaramanam tức là bất tri cảnh. Tâm được gọi là tri cảnh, năng tri cảnh. Còn sắc pháp thì nó vô tri giác, cho nên nó là bất tri cảnh, gọi là vô cảnh. Nó là vô tri, không có biết cảnh được. Và sau cùng, tất cả sắc pháp đều gọi là phi ưng trừ, appahatappang. Vì ở đây đó, chúng ta có hai loại pháp gọi là dasanena bahatapa thamma, tức là pháp mà kiến đạo ưng trừ, tức là đáng bị sơ đạo sát. Đó là cái tâm tham tà kiến và tâm si hoài nghi. Tham đã kiến và si hoài nghi. Bởi vì cái bậc tu đầu quần vừa khi đắc được sơ đạo đó, thì thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Thân kiến với cấm thủ thì thuộc tà kiến, rồi hoài nghi nó thuộc về si hoài nghi. Thì năm tâm đó, bốn tâm tham hợp tà kiến và tâm si hoài nghi, năm tâm bất thiện đó là cái pháp được gọi là dasahatappa thamma, tức là pháp mà kiến đạo ưng trừ. Rồi thứ hai đó gọi là phavana với bahatappa thamma, tức là pháp mà ba đạo cao ưng trừ. Ba đạo cao ở đây tức là tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, thì chỉ cho những cái tâm bất thiện còn lại là bốn tâm tham ly tà, ly tà kiến, hai tâm sân và tâm si phóng dật. Vậy là bảy
ý tâm bất thiện còn lại cùng với các tâm sở phối hợp với chúng, đây là những cái pháp mà được gọi là tiến đạo ưng trừ, Phavana với Bahatapa Thamma. Còn cái vấn đề mà chúng ta phân tích thêm là Dasane na Bahatapa Hetuka Thamma Phavana với Bahatapa Hetuka Thamma đó, thì cái đó chúng ta sẽ nói đến phần khác nữa. Như vậy thì sắc pháp nó không được liệt kê trong danh sách của những cái pháp mà đáng bị đoạn trừ bởi bốn thánh đạo. Thế là nó nằm ở cái chỗ là Nevadasane Dapahatapa Dasane Dapavana Dapahatapa Thamma, tức là những pháp không đáng ưng trừ, có nghĩa là phi ưng trừ là không đáng được đoạn trừ, không đáng bị đoạn trừ bởi kiến đạo và tiến đạo. Đó, ở trong đó là sắc pháp, có sắc pháp trong đó. Do vậy cho nên sắc pháp đều gọi là phi ưng trừ, appaha tappa, tappang là như vậy đó. Giờ trình bày mấy cái này thì thưa quý vị chắc cái này ai giảng người đó nghe, ai giảng người đó hiểu quá. Nhưng mà bây giờ thì quý vị cứ học đi, rồi dần dần mưa dầm thấm đất chúng ta cũng sẽ hiểu. Đó là đã trình bày xong về cái sự phân loại sắc pháp, phân sắc pháp thêm một loại. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng nêu câu thảo luận cho cái phần này. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Siêu. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, có một điều mà nó có vẻ làm cho người học Phật cảm thấy hơi bối rối, là ví dụ như chúng ta biết là sắc pháp là cảnh của tâm dục giới, sắc pháp không phải là cảnh của tâm đáo đại, nhưng mà nó không phải là cảnh, nó chỉ là cảnh của tâm dục giới thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà khi mà nói sắc pháp nó chỉ thuộc về dục giới không, thì nhiều khi bị hỏi rằng ủa, về các cõi thiền sắc giới như là cõi vô tưởng thì nó cõi sắc pháp đấy, hay các cõi phạm thiên cũng có sắc pháp vậy, tại sao mà mình chỉ nói là thuộc về dục giới thôi? Chúng ta có nên nói là nó từ cảnh của tâm dục giới không? Xin cái thính thi tổ hoàng hỷ làm rõ về điều này. Xin hỏi Thượng Tọa, Thượng Tọa đặt câu hỏi xong chưa? Đường truyền của chúng tôi bữa nay sao nó lại chậm, chậm quá, không có nghe được, rồi đến thì cuối cùng thì mới nghe được cái câu mà Thượng Tọa nói là hãy làm rõ cái vấn đề này. Ở đây thưa quý vị, sắc pháp được gọi là dục giới đó. Ở đây nó trong cái nghĩa là vì nó trong cái lĩnh vực bị biết bởi cái tâm dục giới, hay là đối tượng của tâm dục ái, của dục ái.
ngay cả cái cõi sắc giới ở đây chúng ta nói cái cõi sắc giới gọi là Rupa Luka trước nè, rồi mới nói đề cập đến cái gọi là Rupa Vacharam. Cái ngội sắc trong đó 16 cõi đều là hữu sắc, và sắc pháp này vẫn có mặt ở trong cái cõi phạm thiên sắc giới. Cái vấn đề đó không có gì lạ cả, nhưng mà hỏi cái sắc pháp đó nó thuộc về dục giới hay là sắc giới thì chúng ta nói rằng nó đều là đối tượng của tâm dục giới thôi. Bởi vì đối với vị phạm thiên sắc giới, các vị đó vẫn sử dụng những cái tâm dục giới để mà biết được cảnh sắc, cảnh thân, vân vân. Và được biết rằng cái sắc nghiệp mà như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, và ở trong cái cõi sắc á, thì chỉ có nhãn xứ và nhĩ xứ thôi. Dầu vậy, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ ở trên cõi sắc giới được tạo ra bởi cái nghiệp tham ái về cảnh sắc, cảnh thân. Mà ngay cái nghiệp tham ái đó nó tạo ra cái sắc pháp phạm thiên sắc giới. Cái trường hợp này nó không có liên quan gì đến cái gọi là Rupa Vacharam. Cái tiếng gọi là Rupa Vacharam đó là chỉ cho cái pháp sắc giới, tức là tâm sắc giới và cái tâm sở phối hợp với tâm sắc giới. Mà được gọi là tâm sắc giới là bởi vì nó có hai nghĩa. Một là khi chứng được cái thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sắc giới thì sẽ cho cái quả tái sanh về cái cõi phạm thiên sắc giới, phạm thiên sắc, phạm thiên hữu sắc. Cho nên được gọi là sắc giới. Chữ sắc đó không phải là sắc pháp. Chỗ này chúng ta phải hiểu gì. Rồi như chúng tôi đã nói là có một số chỗ để định nghĩa là tâm sắc giới là tâm thiền lấy đi một sắc pháp. Cái chỗ này đó thưa quý vị, chúng ta phải thận trọng chút xíu, không thể nào mà chúng ta hiểu một cách paramattha, tức là hiểu theo cái cách chân đế được. Mặc dù 10 cái điềm một cái xin á là đất, nước, lửa, gió, sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Chúng ta nghe liệt kê cái tên đề mục không? Là chúng ta cứ nghĩ đó là sắc pháp. Nhưng thật ra thì đó là tục đế, chế định. Chế định thôi thưa quý vị. Đất đó không phải đất, không phải là địa giới. Bát tu vi tha tú ở trong
sắc tứ đại, nước đó cũng không phải là thủy giới Apotatú, không phải là quả giới Techotatú, không phải là phong giới Vayotatú đâu. Mà đất nước lửa gió ở đây đó là nhìn màu của đất, đất sét có màu hồng để chế định của nó là Bathui, là đất. Rồi nhìn cái sự bóng loáng của mặt nước ở trong thau, trong chậu, hay ở trên ngồi, vị hành giả ngồi nhìn cái mặt nước ở trên cái miệng lu, hoặc là miệng thau hay miệng chậu đựng ở phía trước, hay là miệng bát, cái bát mà đi xuất thực ăn đó, thì vị đó sẽ múc đầy nước rồi nhìn cái mặt nước bóng loáng như vậy đó, rồi mới niệm, mới niệm đề mục nước lửa. Nếu mà vị đã thuần thục khi họ nhìn thấy một đốm lửa hay là thấy lửa rừng nó đang cháy, vị đó niệm. Còn nếu không thì vị hành giả sẽ đốt một cái ngọn đốm, rồi vị hành giả nhìn cái ngọn đốm đó mà chú tâm trên đề mục lửa gió, để nhìn cái sự lay động của lá cây, rồi màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng cũng chế định, cũng chế định làm cái án xứ, làm cái án xứ, tức là cái đề mục đó được làm bằng cái dụng cụ. Như màu xanh thì căng, một là nhìn lá cây xanh, hoặc là căng miếng vải màu xanh với cái đường kính là một gan bốn ngón tay, đặt ở trước mặt cỡ khoảng chừng 2 hectare, rồi ngồi chú tâm trên cái đề mục đó. Thì như vậy ở trong Thanh Tịnh Đạo mô tả về các cái đề mục biến xứ, cũng như là cái phương thức làm cái thiền, thiền án, cái án xứ này làm theo cái cách đó, thì tất cả đều là nằm trong cái pháp gọi là pháp chế định Panyati, chứ không phải là cái pháp sắc pháp chân đế, không phải sắc pháp chân đế. Do đó cho nên cái tiếng người gọi là sắc giới rupa của cha răng đó, là chúng ta phải hiểu là vì những cái tâm thiền này tạo cái chủng tử để cho tái sanh đi vào cõi, cõi phạm thiên hữu sắc, cho nên mới gọi là tâm sắc giới. Còn cái nghĩa thứ hai đó thì gọi là sắc giới, gọi là tâm thiền sắc giới, là những cái tâm thiền này có cái đề mục chế định dựa trên cái hình thức của sắc pháp, chỉ vậy thôi. Cho nên cái chỗ này đó là một vấn đề nó khó cho chúng ta để hiểu lắm, thưa quý vị. Vì khi mà chúng ta nghe những từ đồng âm sắc, sắc giới, sắc pháp, cái nào cũng là sắc, sắc, sắc cả, rồi chúng ta khó mà phân biệt được cái nào nó là sắc pháp chân đế và cái nào mà nó thuộc về sắc. Để lấy theo cái nghĩa tục đế, cái nghĩa chế định,
chỉ có như vậy. Cho nên khi mà nói đến cái trường hợp khi mà trình bày phân loại sắc, tất cả sắc pháp được gọi là dục giới, đó là nói trên phương diện chân đế. Còn mà đặt cái vấn đề vị sắc thuộc sắc giới thì sao, thì chúng tôi nói chữ sắc ở trong sắc giới đó có nghĩa chế định thôi. Chúng tôi xin đừng chia sẻ với quý vị trong cái câu hỏi số 1. Xin tỉnh thường tội giới đẳng trở lại. Tôi kính trình thưa tòa thượng sư, quý Phật tử nên để ý điểm này là khi học thắng pháp á, có nhiều khi có những cái từ vựng mà dễ làm cho chúng ta hiểu sai. Thí dụ mình nói tâm dục giới không phải chỉ có ở cõi dục giới, mà tâm dục giới vẫn có ở cõi sắc giới và cõi vô sắc. Chúng ta đã học qua về tâm rồi, nhưng mà khi chúng ta học về cõi thì chúng ta sẽ nói đến việc đó. Thành ra chứ tâm thiền thì không có biết sắc pháp, dạ tâm đó không biết sắc pháp. Nhưng mà tâm dục giới của các vị phạm thiên vẫn biết sắc pháp, và ở cõi phạm thiên sắc giới thì vẫn có xài tâm dục giới. Nếu gì nhớ như vậy, mà thì tôi từ xưa có một việc ở đây là khi mà chúng ta nói về sắc pháp thì nó vô tri, nhưng mà ngày nay đó thì có một số người họ lại nói đến chuyện là đôi khi cây cỏ đó nó không hẳn vô tình như chúng ta nghĩ. Dĩ nhiên là chúng ta không nói là như Nguyễn Công Trứ đó, trước sau trên giới làm người làm cây không đứng giữa trời mà reo, nhưng mà chúng ta nói rằng có nhiều người họ nói cái cây nó không có cái khôn ngoan của nó. Thí dụ như là khi mà nó mọc ở giữa trời mà không có cây chung quanh đó, thì nó cái tàn đó nó đâm ngang, nhưng mà khi nó ở trong mà nhiều cây quá thì nó đâm thẳng lên, hoặc giả là nó ở gần nước đó, thì nó lại có cái thế nghiêng ra nước để nó hấp thụ cho hơi nước. Và thậm chí người ta nói ngày nay là ở trong vật chất nó cũng có những hiện tượng như là cây cỏ nó cũng biết nghe âm nhạc, nó biết thưởng thức âm nhạc như vậy. Hay hoặc giả là ở trong tạng luật của chúng ta đó thì cũng có những trường hợp Đức Phật ngài dạy chư tỳ kheo đừng có đừng có giết cây cỏ, hay là trong mùa an cư đi tránh không có đạp dẫm đạp lên những cái mầm non chẳng hạn. Thì bản thân tôi thì siêu theo Phật pháp nói chung và thắng pháp nói riêng đó, thì vật chất đó là vô tri, thì cái vô tri đó có hiểu tuyệt đối hay không, hay là ở mặt nào đó thì vật chất nó cũng có cái cảm tính như là chúng ta nói cái biết của danh pháp vậy. Kính thỉnh thưa tòa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta thích bàn về những cái triết học đạo đức thì chúng ta không cần phải cất công để mà chúng ta học thắng pháp. Nhưng một khi đã học thắng pháp rồi thì chúng ta phải hoàn toàn dùng cái trí tuệ khách quan để mà chúng ta nhận xét cái nào ra cái đó, chứ không thể pha lẫn được. Cây cỏ nó chỉ đơn thuần là sắc pháp, là vô tri giác, hoàn toàn là vô tri giác. Nó là vô cảnh Anaramana. Nhưng mà bây giờ chúng ta đem ra những cái vấn đề chúng ta hỏi
Một số thực vật dường như có cảm tính, vì như là nó biết vươn cao khi chen chúc ở trong rừng, hoặc biết nghiêng theo cái thế quyền nhai khi gần cái dòng nước, vân vân. Hay thậm chí nó phản ứng theo âm nhạc, thổ nhưỡng, ánh sáng nữa. Ở trong này cũng chưa đề cập đến nhiều á, chứ còn đề cập đến nhiều thì quý vị ở những cái xứ mà trồng thanh long như ở ngoài Phan Thiết rồi chẳng hạn, những nơi trồng thanh long muốn cho nó có trái đấy, thì quý vị người ta phải phải căng, người ta phải treo những cái ngọn đèn, những ngọn đèn sáng ban đêm, thanh long nó mới có trái. Những cái cây như cây mít chẳng hạn, trồng ở xa nhà không có trái chứ, người ta nói nó sợ ma cho nên đem trồng sau hè gần nhà, gần nhà mình ở đó, thì nó lại có trái sai. Trên đời này có những cái sự lạ lùng lắm, và những cái sự lạ đó đó nó vượt ngoài cái sự nghĩ tưởng của chúng ta. Nó thuộc về lô cái chinh ta ở trên tây vô sắc thái của thế gian là bất khả tư nghì, nó vượt ngoài. Và khi mà chúng ta không hiểu vì sao nó là như vậy, rồi chúng ta mới gắn ghép cho cái loài thực vật đó một cái sự sống, một cái cảm tính, một cái khôn ngoan. Nhưng mà nếu xét trên phương diện khoa học đó, chúng tôi thì không rành cái cách giải thích của khoa học, nhưng mà theo chúng tôi biết đó, ở trong rừng khi mà chen chúc với nhau đó, thì tại sao nó đứng thẳng? Vì hễ cái khoảng nào mà có cái oxy thì nó hướng theo cái đó, mình nó hấp thụ oxy. Cái chỗ nào trống thì nó hướng theo. Một là hướng theo cái chỗ trống, hai là hướng theo ánh sáng. Khi mà chúng ta trồng cây, tại sao nó nghiêng theo dòng nước? Nó nghiêng như dừa chúng ta trồng ở bờ sông, nó nghiêng ra dòng nước. Là tại vì ở ngoài, ở trên mặt sông đó, thì nó trống, nó trống lỏng, nó được chặn nắng, thành ra cây nó hướng theo đó. Còn ở trong bờ, ở sát mấy bờ có nhiều cây nó lấn đi, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này, nó cũng là theo cái pháp duyên tự nhiên. Cái pháp duyên tự nhiên nó có một cái sự phản ứng, sắc pháp nó có cái sự phản ứng của sắc pháp. Tâm pháp nó có sự phản ứng của tâm pháp. Và do cái sự phản ứng đó mà nó tạo ra những cái hình thái, những cái sự kiện mà chúng ta cho rằng nó có cảm tính. Thật sự nó không có cảm tính. Còn cái trường hợp mà Đức Phật Ngài cấm ở trong luật là bất trảm thảo, vị tỳ kheo không có được chặt
phá, không có được chặt đúng, làm chết cái cây cỏ đó, là bởi có cái lý do là có những cái loài phi nhân như là cái loài gan thấp bá càng các bà, cái trú xứ của họ là ở trên trên những cái tán cây hoặc là những cái thân cây hoặc là những cái rễ cây, hoặc là càng thấp và hạng thấp hơn nữa thì sống ở trên những ngọn cỏ. Do đó cho nên nếu như mà làm mà đốn phá cái đó đó là phá cái trú xứ của người ta. Có cái trường hợp mà Tỳ Khưu Chanh Á đốn dọn trống cái cây, dọn trống cái khu đất để mà cất tịnh thất, cho nên đốn phá cái cội cây làm cho mất cái trú xứ của chư thiên đó. Vì chư thiên đó họ tức giận đó, họ muốn bẻ cổ thì chết đi, nhưng mà họ chợt nhận ra rằng quan có đầu nợ có chủ, vì Tỳ Kheo là đệ tử Đức Phật. Trước khi muốn giết vị Tỳ Kheo đó thì phải đi đến báo Đức Phật trước. Cho nên vị chư thiên đó mới đi đến báo Đức Phật, mét Đức Phật. Đức Phật Ngài an ủi và Ngài nói rằng không nên vì cái chuyện đó mà đi sát hại vị Tỳ Kheo, sẽ mang cái nghiệp ác. Một cái ngày tìm xem có một cái nơi nào, một nhánh cây nào ở trong rừng có chỗ trống đó, chưa có vị chư thiên nào đến ở, thì mới chỉ cho vị chư thiên này đến trú ngụ ở đó. Rồi Đức Phật mới ban hành cái luật này. Thì thưa quý vị, nói chung tức là luật mà Đức Phật Ngài ban hành như vậy đó, nó cũng có lý do, mà cái lý do thật là chính đáng. Chúng ta phải hiểu theo cách chính đáng, chứ chúng ta đừng có nghĩ một cách nôm na là cây nó có cái sự sống, nó có cái tâm linh. Cái vấn đề sự sống đó, cái danh từ này, cái cụm từ này chúng ta xài trong cái nhiều nghĩa. Cái sự sống của con người là sự sống do nghiệp tác thành, cái sắc pháp đó, sắc nghiệp, sắc mạng quyền. Còn cái sự sống của cây cỏ là vì được hấp thụ bởi cái thời tiết và cái chất ẩm ướt của đất mà nó sinh sôi nảy nở phát triển, thì chúng ta gọi chung, chúng ta không còn từ gì khác, chúng ta gọi sự sống. Cho nên sự nói hỏi trồng cái cây đó xuống, trồng cái lúa vân vân, nếu mà lúa tươi tốt phát triển mà nói là cái cây đó sống, lúa nó sống, mạ nó sống. Còn nếu như mà nó rụi tàn thì chúng ta nói cỏ nó chết, cây nó chết. Cho nên chữ sống chết mà chúng ta gán ghép cho cái loài thảo mộc, cái sống chết đó nó khác với cái sống chết của loài người chúng ta, của cái loài chúng sinh. Cho nên cũng ngay từ đầu chúng tôi đã nói quý vị là khi mà học thắng pháp đó, chúng ta gặp những cái sự kiện, gặp những cái yếu tố, một trong những yếu tố khiến cho chúng ta khó nhận ra được cái yếu lý của thắng pháp là bởi vì chúng ta đã quen dùng cái từ chế định thường thức. Rồi lại nữa, chúng ta cái trí tuệ chỉ suy tư theo cái sinh hoạt thưởng thức thôi. Cho nên khi mà chúng ta nghe nói đến cái pháp chân đế,
và nó có cái sự hoạt động của tâm thức hay hoạt động của diễn biến của sắc pháp, chúng ta lấy làm lạ lắm, chúng ta không nhận ra, chúng ta chưa quen cái cách chúng ta suy nghĩ. Dần dần rồi chúng ta hãy tập để cho quen. Khi mà giảng về thắng pháp thì chúng tôi phải cố gắng làm sao chúng ta nói theo cái khía cạnh chân đế thôi. Cho đến khi mà đi thuyết pháp trong những buổi lễ để cho Phật tử nghe và biết tu tập giảng theo tạng kinh thì chúng tôi mới giảng theo cái cách thường thức. Để cho các Phật tử chúng ta dễ nhận ra thôi. Thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trình bày quý vị qua cái câu thảo luận số 2. Bây giờ thì có lẽ là không đọc bài cho nên chúng tôi xin tiếp tục giảng cho cái phần sắc pháp hai loại. Sau cái sắc pháp hai loại chúng ta sẽ thỉnh thường tội giác đẳng nêu các cái câu thảo luận tiếp. Kính thưa quý vị, sắc pháp hai loại ở đây được trình bày với 11 trường hợp, 11 loại, 11 thứ, 11 thứ. Sắc pháp hai loại thứ nhất, chúng ta gọi là sắc nội phần và sắc ngoại phần. Và cũng xin nói trước với quý vị là khi mà chúng ta học sắc pháp hai loại đó, những cái vấn đề này rất cần thiết để sau này khi mà chúng ta học những cái pháp khác đó, chúng ta hay sử dụng nói cho nó gọn chứ khỏi cần phải kể ra nữa. Thí dụ chúng ta nói năm sắc tịnh kinh, bốn sắc cảnh giới, hay là sắc bất ly, hoặc là chúng ta nói sắc 12 sắc thô, 16 sắc tế chẳng hạn, thì nói như vậy là chúng ta biết rồi. Hãy nói sắc tế thì chúng ta phải biết sukuma rupa, sắc thô olarika rupa, chúng ta biết rồi, khỏi cần phải liệt kê trình bày nữa. Cho nên cái điều này quan trọng, quý vị hãy lắng nghe. Cái gọi là sắc pháp hai loại nội phần và ngoại phần đó, sắc nội phần ở đây là chỉ cho năm sắc thần kinh, là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Năm sắc này gọi là sắc nội phần. Achatika rupang là bởi vì năm sắc này đó là những cái cơ quan để thu bất cảnh. Thần kinh nhãn bất cảnh sắc, thần kinh nhĩ là thu cảnh thinh, thần kinh tỷ thu cảnh khí, thần kinh thiệt là thu cảnh vị, thần kinh thân thu cảnh xúc. Cho nên chúng ta gọi năm sắc đó là sắc nội phần. Còn cái sắc ngoại phần á, là cái sắc ngoài ra, tức là không phải cơ quan bất cảnh. Còn có 23 sắc ngoài năm sắc thần kinh. (Cười)
ở đây chúng ta cần phải hiểu, không phải sắc nội phần là sắc ở trong thân mình, mà sắc ngoại phần là cái sắc ở ngoài thân mình, tức là ở ngoài thân của người khác. Không phải như vậy. Mà sắc nội, sắc ngoại ở đây là chỉ cho cái sắc nào nó có cái vai trò trọng yếu, còn sắc nào nó trong thân này mà không có vai trò trọng yếu thì kỹ là sắc ngoại, gọi là bahira rupa. Sắc pháp hai loại thứ hai đó gọi là sắc vật quá thụ rupan và sắc phi vật quá thụ rupan. Quá thụ rupan đó, những cái sắc nào mà nó làm trú căn cho tâm và tâm sở đương giá thì như vậy gọi là sắc vật. Cái chữ vật chúng ta dịch từ chữ quá thú, đúng ra chữ quá thú nó có rất là nhiều nghĩa, chữ quá thú có nhiều nghĩa lắm thưa. Nhưng mà trong chữ Hán dịch là chữ vật thì chúng ta chịu thôi. Mà chúng ta phải hiểu, thí dụ như sắc thần, sắc nhãn vật là trú căn của nhãn thức và các pháp tư ưng, tức là tâm sở. Nhĩ vật là trú căn của nhĩ thức và pháp tư ưng. Tỷ vật là trú căn của tỷ thức và pháp tư ưng. Thiệt vật là trú căn của thiệt thức và pháp tư ưng. Thân vật là trú căn của thân thức và pháp tư ưng. Ý vật là trú căn của ý giới, chắc chắn, nhất định gì, và pháp tư ưng với ý giới. Và ý vật cũng là cái trú căn của một số ý thức giới, mạnh ngụ quỳ nhà nó thà cũng già, một số ý thức giới. Những ý thức giới nào, những cái mạnh ngụ quỳ nhà nó thà tú nào mà hiện khởi trong cõi ngũ quẩn thì nương sắc ý vật, thì sắc ý vật là trú căn của những ý thức giới đó. Nhưng mà những ý thức giới đó khi mà nó ở trong cái cõi vô sắc, thí dụ tám đại thiện, tám đại tố chẳng hạn, ở trong, khi mà ở trong cái cõi vô quẩn thì nương ý vật, nhưng mà khi mà tám đại thiện, tám đại tố mà nó hiện khởi trong cơ tánh của vị phạm thiên vô sắc thì nó không có nương sắc ý vật. Cho nên sáu sắc là năm sắc thần kinh và sắc ý vật được gọi là sắc vật quát thu ru bằng, và sắc phi vật là gồm 26 sắc ngoài ra sắc ý vật. Xin lỗi quý vị, đang biết vì sao mà cái tim của chúng tôi nó bị nhói hoài như vậy.
chúng ta tiếp tục, chúng ta nói về sắc pháp hai loại thứ ba, gọi là sắc môn và sắc phi môn. Đoà rupang, sắc môn, sắc nào mà nó có cái vai trò giống như là cửa ngõ đó, cửa ngõ của tâm, hay là cửa ngõ của nghiệp, thì như vậy gọi là sắc môn. Còn sắc phi môn không, là những cái sắc mà nó không có vai trò đó. Thường thường khi mà chúng ta nói đến sáu môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, là chúng ta nói đến sáu cái cửa ngõ cho lộ trình tâm nó diễn ra, nó diễn sinh. Nhưng mà có một trường hợp, có hai trường hợp là thân biểu tri với khẩu biểu tri đó. Thì thân biểu tri, khẩu biểu tri đó, nó cũng được xem là hai môn. Là cửa ngõ để nghiệp nó phát sanh lên. Cho nên chúng ta mới nói rằng là tạo cái nghiệp bất thiện hay tạo cái nghiệp thiện, nó qua ba cái cửa ngõ: thân môn, khổ môn và ý môn. Nó tạo ra thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp. Cho nên học cái chỗ này chúng ta sẽ thấy cái sắc biểu tri của vậy đó, nó cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Chúng ta tu tập sắc pháp là chúng ta tu tập hai cái môn này nè, tức là thân môn, khổ môn. Mình giữ giới, cố gắng làm sao đừng để cho cái tâm bất thiện nó điều khiển cho cái thân môn, tức là nó tạo ra cái hành động như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, theo khổ môn, theo cửa miệng, giống như là nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó quết. Cho nên ở đây chúng ta phải biết đối với sắc pháp thì nhãn môn, nhĩ môn, tiệt môn, thân môn, ý môn thì chúng ta phải thu thúc. Nhưng mà ở đây đối với thân biểu tri, khẩu biểu tri thì chúng ta phải giữ giới, chúng ta mới thực hiện tốt đẹp được. Bây giờ chúng ta đề cập đến sắc pháp loại thứ tư là sắc quyền và sắc quyền phi quyền. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền và sắc mạng quyền. Gọi là sắc quyền là những sắc pháp mà nó có một cái vai trò nó cai quản trong cái lĩnh vực đó, cai quản trong lĩnh vực đó, hay là có quyền hạ trong cái lĩnh vực đó. Như là nhãn quyền thì cai quản trong vấn đề thấy, nhĩ quyền là cai quản trong vấn đề nghe, tỷ quyền cai quản trong vấn đề ngửi, thiệt quyền cai quản trong vấn đề nếm, thân quyền cai quản trong vấn đề xúc,
đụng chạm. Nam quyền là nó cai quản trong vấn đề biểu hiện giống đực. Nữ quyền là cai quản trong vấn đề, trong cái biểu hiện giống cái. Còn mạng quyền là nó có cái chức năng cai quản là nó bảo trì cái sắc nghiệp cho được sống còn. Thì bảy cái sắc đó chúng ta gọi là sắc quyền, Indriya, Rupa. Còn ngoài ra tám cái sắc này gọi là sắc quyền. Sắc quyền chỉ là sắc nghiệp thôi. Còn ngoài cái sắc quyền đó ra đó, thì chúng ta 20 sắc còn lại gọi là sắc phi quyền. Ở đây quý vị sẽ ngạc nhiên ở chỗ đúng ra cái chính cái loại sắc nghiệp trong đó có sắc y vật, nhưng mà sắc y vật tại sao không gọi là ý quyền, không gọi là sắc quyền? Đây cũng là một cái câu hỏi, nhưng mà chúng ta nói trước bởi vì ở trong câu thổ luận không có đề cập đến. Thì ở đây thưa quý vị, sắc nào mà hay là pháp nào nó có cái chức năng riêng? Trong cái lĩnh vực nào đó thì gọi là quyền Indriya. Thì ý quyền ở đây là chỉ cho tâm, cái chức năng của tâm tức là biết cảnh, nó cai quản trong cái điểm biết cảnh. Indriya cũng có nghĩa là cai quản. Còn sắc ý vật thì nó không có làm gì hết. Sắc ý vật không có làm gì hết. Sắc ý vật là bất cứ sắc nào trong thân mà làm trú cần cho ý giới, ý thức giới được thôi. Cho nên chúng ta cần thiết chúng ta không có nói nó là ý quyền được. Như vậy ở trong chính nghiệp ý vật thì còn tám cái sắc kia, tám cái sắc nghiệp kia thì gọi là sắc quyền. Rồi chúng ta lại đề cập đến sắc pháp hai loại thứ năm là sắc thô và sắc tế, Olarika Arupang, và sắc tế là Sukuma Arupang. Sắc thô là sắc hiện bày rõ, hay nói cách khác tức là sắc thô là những sắc mà nó có cái sự đối xúc với nhau. Thì gọi là sắc thô. Như là năm sắc thần kinh và vẻ sắc cảnh giới. 12 sắc đó gọi là sắc thô, là nó nằm ở trong cái phạm trù của ngũ giác quan và đối tượng của ngũ giác quan, gọi sắc thô. Còn sắc tế là những sắc mà nó không có hiện bày rõ, tức là nó không thuộc về các giác quan và đối tượng của giác quan, tức là có 16 sắc. 16 sắc là nước, hai sắc tính, y vật mạng quyền,
sắc dưỡng tố, sắc giao giới, sắc biện tri, sắc đặc biệt và sắc tứ. 16 sắc đó gọi là sắc tế. Khi mà chúng ta nói đến sắc thô và sắc tế rồi thì chúng ta qua cái loại thứ sáu, hai sắc thứ sáu là sắc cận Santuke Rupang và sắc viễn Dure Rupang. Thì sắc cận ở đây, sắc nào gọi là sắc thô thì gọi là sắc cận, gọi là Santuke Rupang, vì sắc nó gần, dễ biết. Còn sắc viễn là sắc xa, Dure Rupang là khó biết. Thì 12 sắc thô gọi là sắc cận, là gần. Còn 16 sắc tế là viễn, là xa. Gọi là xa không phải là nó cách xa chúng ta bao mét, bao nhiêu mét số, mà xa ở đây có nghĩa là vì khó thấy, không thể thấy được, chỉ hiểu được bằng tâm thôi. Và cái loại thứ bảy, thì có hai loại là sắc hữu đối chiếu và sắc vô đối chiếu. Sắc cái tiếng khác Arupang và Apatika Arupang, sắc vô đối chiếu. Sắc hữu đối chiếu là những sắc mà có đối chiếu với nhau, như là thần kinh nhãn đối chiếu với cảnh sắc, cảnh sắc đối chiếu với thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ đối chiếu với cảnh thinh, cảnh thinh đối chiếu thần kinh nhĩ, vân vân. Thì như vậy chính là 12 cái sắc thô, 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới. 12 sắc thô gọi là sắc đối chiếu hay sắc hữu đối chiếu. Còn sắc vô đối chiếu, những sắc không đối chiếu với nhau là 16 sắc tế. Cũng dễ chứ không có khó thôi. Còn sắc pháp hai loại thứ 8 là sắc thủ và sắc phi thủ. Thủ ở đây có nghĩa là nghiệp thủ tạo thành. Sắc thủ là sắc được nghiệp thủ tạo thành, tức là sắc sanh từ nghiệp thiện và nghiệp thiện hiện thế. Nó gồm có 18 thứ sắc. 18 thứ sắc nghiệp là 8 bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc y vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới. 18 thứ sắc nghiệp này chúng ta gọi là sắc thủ. Chúng ta nghe nói rằng là sắc sanh từ nghiệp bất thiện và cái nghiệp thiện như thế. Thiện làm sao mà thủ được? Ở đây chúng ta hẳn là chúng ta còn nhớ ái duyên cho thủ, thủ mới duyên cho hữu. Hữu ở đây phá hóa là kamma, phá hóa là nghiệp hữu. Rồi hữu mới duyên cho sanh, nghiệp hữu mới duyên cho sanh. Nó tạo ra cái thân của quẩn, nó có cái sắc quẩn. Cho dù chúng ta có làm thiện đi chăng nữa thì cái pháp thiện mà chúng sanh phàm phu chúng ta làm đó là nó ảnh hưởng cho ái và thủ mà ra. Người Phật tử chúng ta 10 người đi làm phước là chúng ta đều nguyện được tài sản chư thiên, tài sản nhân loại hết. Còn cái chuyện mà làm duyên đến với bạn chúng ta nguyện sao? Cho nên khi mà chúng ta, cái đó là chưa
chưa nói đến những cái mà quý vị lén nguyện lầm thầm là nguyện đời sau có con mắt đẹp, lỗ tai đẹp, lỗ mũi đẹp, cái miệng đẹp vân vân. Chúng ta chưa nói đến cái mà chúng ta chấp thủ riêng lẻ. Còn khi mà chúng ta đọc ra lời đó thì chúng ta cứ nguyện là được tài sản chư thiên, tài sản nhân loại, rồi cuối cùng là được tài sản thánh nhân, tức là sự giải thoát. Cho nên dầu cho nghiệp thiện cũng là những nghiệp trách thủ mà ra. Còn ngoài ra 18 sắc nghiệp đó thì chúng ta gọi là sắc phi thủ, sắc do tâm tạo hay là sắc do thời tiết tạo, do vật thực tạo, thì những sắc đó không phải là sắc thủ. Còn cái sắc do nghiệp tạo thì đó là sắc thủ, bởi vì do nghiệp thủ tạo ra. Sắc pháp hai loại thứ chín là sắc hữu kiến và sắc vô kiến. Sanedasana rupang, tức là cái sắc hữu kiến là sắc thấy được bằng mắt, chỉ có một thứ là sắc cảnh sắc thôi. Và sắc vô kiến là không thấy được bằng mắt, gồm 27 sắc ngoài cảnh sắc. Còn sắc pháp hai loại thứ 10 là sắc bắt cảnh và vô chơ rắc gà hạ ca rù băng, và sắc không bắt cảnh a rù chơ rắc gà hạ ca rù băng. Sắc bắt cảnh là sắc có vai trò thu hút cảnh ngũ sắc thinh khi vị xúc. Cái vai trò thu bắt cảnh ngũ đó thì đó là năm sắc thần kinh: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt kinh, thần kinh thân. Nhưng mà sắc bát cảnh đó nó có hai trường hợp: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thì gọi là bát cảnh không chạm, asampatta vasena, cảnh sắc ở đằng đó, ở đằng này mình chỉ mở mắt ra có ánh sáng là mình thấy cảnh ở đằng đó rồi, cảnh nó khỏi phải đụng tới con mắt mình. Còn thần kinh nhĩ bất cảnh thinh cũng bị âm thanh nó phát sinh ở đó thì mình đã nghe được ở đây rồi, chứ đâu phải là phải đập vào cái lỗ tai chúng ta. Cho nên hai cái này, hai cái sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ gọi là bất cảnh mà không chạm. Còn ba cái sắc thần kinh tỷ thiệt thân đó là những cái bất cảnh mà phải chạm. Mũi của chúng ta nó bất cảnh khí là hơi mùi. Nhưng mà nếu như cái hơi mùi, cái mùi thơm hay mùi thối đó mà nó không theo gió, mà nó chúng ta không có hít vào thì chúng ta không có cảm nhận được, không có biết được là thơm hay thối. Chúng ta nín thở thì chúng ta không biết được, phải có cái hơi nó đưa mùi vào ở trong mũi chúng ta mới nhận ra được là mùi thơm hay mùi thối, gọi là chạm. Lưỡi quý vị, cái phục đường để đó, còn búi để đó, chúng ta lè lưỡi ra chúng ta không biết cái nào mặn cái nào ngọt. Chỉ khi nào mà cục đường bỏ vào miệng nó chạm với lưỡi rồi đó, chúng ta mới biết là ngọt, hay cục muối bỏ vào lưỡi thì chúng ta mới biết nó là mặn. Cho nên cái điều kiện mà cần thiết, điều kiện hay là nhân sanh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì chúng ta phải biết là có điều kiện ánh sáng là chúng ta thấy được cảnh sắc ở xa rồi, ở ngoài. Có điều kiện là khoảng trống
là chúng ta nghe âm thanh được rồi. Nhưng mà đối với tỷ thiệt thân á, phải có điều kiện là gió đưa mùi vào mũi, hay là điều kiện là chất ẩm, chất nước ở trong lưỡi đó, nó mới dẫn cái vị mặn, vị ngọt vào trong thần kinh nhãn được. Còn cái điều kiện cảnh xúc á, là phải có cái đặc tính là thô cứng, nó phản lại khi mà chúng ta sờ vào cái gì cứng hoặc mềm. Chính cái chất, cái đặc tính này, cái chất ngại đó, nó giúp cho thần cũng biết được cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Và cuối cùng là sắc pháp hai loại thứ 11, gọi là sắc bất ly và sắc khả ly. Bất ly gọi là phiền phu gác arupang. Mặc dù người ta nói chung chung, người ta nói là bốn cái nguyên tố tạo ra vật chất là đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà theo trong thánh pháp thì không những là bốn mà phải là tám nữa. Vì đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng tố của tế bào sắc, cái đó là nó cần thiết. Tám thứ này là bất ly, không thể lìa nhau được. Cũng như trong danh pháp chúng ta có bảy cái tâm sở tự tha biến hành đó, là nó hiệp với tất cả tâm: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tắc ý. Bốn thứ đó, bảy thứ đó là không thể thiếu mất một trong bảy cái tâm sở đó. Cũng như sắc pháp luôn luôn phải có tám sắc bất ly. Và tám sắc bất ly này đó thì chúng ta gọi là Attaka. Suttha, tức là bát thuần. Còn những cái sắc pháp khác thì nó không cần thiết, nó phải đi chung với nhau nhất thiết. Có khi có khi không, có bọn sắc có cái này, có bọn sắc có cái kia gì. Nhưng mà trong tất cả bọn sắc khi mà sinh khởi Kalapa thì nó đều phải có sắc bất ly. Như vậy là chúng ta đã trình bày xong về 11 cái thứ sắc phân loại theo hai thứ. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại để cho cái phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kinh thì cũng đó thừa sư. Thật ra thì đúng là phần thứ hai này có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà một là thiền tọa cũng mệt rồi, thứ hai nữa là cũng không thi giờ đó. Thật ra có lẽ xin hỏi hai câu rồi xin thiền tọa đi nghỉ. Câu đầu tiên muốn hỏi thiền tọa là ở trong sắc pháp chúng ta có nói đến sắc nghiệp, tức là sắc do nghiệp tạo. Thế nhưng tại sao ở trong tâm thì có tâm quả thiện, tâm quả bất thiện, mà trong sắc thì lại không có sắc quả thiện và sắc quả bất thiện, mà chỉ là nêu sắc thôi? Xin kính thưa thượng tọa hoan hỷ trở lại. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa vị, khi mà
nói đến tâm quả đó, thì có quả thiện, quả bất thiện. Vì cái vai trò của tâm quả nó chi phối cái đời sống của chúng sanh do cái sự tục sinh bình nhật. Nếu mà tục sinh bằng cái tâm quả bất thiện thì tục sinh ở cõi khổ, còn tục sinh bằng cái tâm quả thiện là thiện sắc giới, thiện dục giới, quả thiện dục giới thì tái sinh. Tái sinh và cái cõi vui. Nhưng mà nói đến sắc pháp á, thì chỉ cần nói sắc nghiệp đủ rồi. Tại vì khi mà nói đến cái sự hình thành của cái sắc pháp do nghiệp tạo ở mỗi một loài, mỗi một cõi á, thì nó đa dạng lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta phải ngầm hiểu ở trong cái sắc nghiệp đó, nó vẫn tạo ra cái thân tướng hữu hạnh và bất hạnh. Cái này chỉ nói một cách chung chung. Vì nó chỉ là cái vật chất thôi. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cái việc mà đào tạo, người ta đào tạo ra có những người thợ khéo tay và những người thợ không khéo tay, cũng giống như quả thiện hay quả bất thiện gì. Còn cái chuyện mà sản xuất ra cái sản phẩm á, là cái chuyện đó hạ hồi phân giải, tức là tùy theo do cái người thợ khéo tay hay không khéo tay mà cái sản phẩm đó nó tốt hay là nó xấu. Cái chuyện đó là nói khác. Khi nói đến cái trường đào tạo, cái trường dạy nghề đó, cái trường dạy nghề là cái trường đào tạo ra những người thợ lành nghề, khéo tay hay không khéo tay. Từ cái người thợ lành nghề đó, nó mới sản xuất ra cái sản phẩm, mới làm ra cái sản phẩm. Sản phẩm đó là sắc nghiệp. Nếu mà ngồi đó mà chúng ta phân tích cái nghiệp thì chúng ta khó có thể nói cho hết được. Thí dụ tất cả chúng ta ở đây có cái thân như thế này, đương nhiên cái thân này nó đồng sanh với cái sắc nghiệp tái tục này, nó đồng sanh với cái tâm tái tục ở thuộc về quả thiện. Nhưng mà rồi khi mà lớn lên thì mỗi con người chúng ta có cái dốc dáng khác nhau, con mắt khác nhau, lỗ mũi khác nhau, cái miệng khác nhau, và cái đẹp cái xấu đó chúng ta cũng khó có thể nói người như vậy là đẹp, người như thế này là xấu được. Nó tùy theo cái sự nhận định của phần đông. Cho nên nói đến sắc pháp
Ta nói về cái sắc pháp do nghiệp thiện tạo, hay sắc pháp do cái nghiệp bất thiện tạo, thì chúng ta chỉ nói cái sắc pháp theo cõi thôi. Như chúng ta chỉ trình bày chung chung đó là sắc nghiệp rồi, đủ rồi, chứ chúng ta không thể phân biệt được rõ. Thí dụ bây giờ sắc nghiệp của loài bàn xanh, của loài thú, thì sắc nghiệp đó là do cái nghiệp bất thiện tạo. Nhưng mà bây giờ sắc nghiệp của con sư tử tạo ra cái thân, cái dáng dấp của con sư tử và cái dáng dấp của con cọp, sắc nghiệp của con nai, của con thỏ, của con heo rừng, của con voi, vân vân. Thì bây giờ chúng ta nói cái sắc nghiệp nào là tốt, là xấu, chúng ta không thể, không lẽ chúng ta nói nó là sắc nghiệp bất thiện tạo, sắc nghiệp bất thiện tạo là chúng ta nói hết tất cả những cái sắc đó là xấu, cũng không đúng. Là bởi vì con người ta sở thích, thí dụ có nhiều con chó, cái dáng nó, cái bộ lông của nó cũng rất là dễ thương, người ta nuôi thú cưng đó thưa quý vị, rất là dễ thương. Có những cái loài chim thấy nó hung dữ, mình thấy mặt thì mắt ghét, như chim chim cú vân vân, hay chim quạ. Nhưng mà những cái loài chim như chim sẻ sẻ hay là chim sáo, chim cử, thì mấy con chim đó nhìn ta vẫn thích. Nhưng mà cái sắc nó là cái sắc pháp là do nghiệp bất thiện tạo, bởi vì cái sắc pháp đó là sắc của loài bằng sinh mà. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta chỉ cần nói đến tâm quả thiện, quả bất thiện thôi. Còn cái sắc thì chúng ta nói chung là sắc do nghiệp tạo là đủ rồi, khỏi cần phải phân biệt là sắc là do nghiệp bất thiện tạo hay là nghiệp thiện tạo. Bởi vì sắc, sắc nghiệp ở trong cõi ngũ uẩn thì nó phải song hành với cái tâm quả tục sinh. Cho nên hễ cái sắc nghiệp nào, sắc nghiệp tục sinh nào mà nó đồng sanh với cái tâm quả tái tục tốt, thì đó là sắc do nghiệp thiện tạo. Còn hễ sắc nghiệp nào mà nó đồng sanh với cái tâm tái tục xấu, thì như vậy chúng ta nên biết đó là cái sắc nghiệp do tâm bất thiện tạo. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi về Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, thầy Trần, chúng con không nghe được âm thanh ạ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác lãng ạ. Dạ, bạch thượng tọa từ siêu, không biết thượng tọa có nghe được không? Dạ, quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ, dạ vâng. Đáng lẽ là thỉnh thượng tọa từ siêu đi nghỉ vì hết giờ rồi. Nhưng mà chắc thỉnh thượng tọa trả lời nhanh cho một câu, rồi sau đó chúng ta kết thúc lớp học ngày hôm nay. Mà thì tòa thì siêu, có nhiều Phật tử cho rằng sanh làm người nam là có phước, rồi sanh người nữ là thiếu phước. Thì có điểm nào ở trong Thắng Pháp nói rằng cái sắc giới tính đó, là sắc nữ tính đó, là do nghiệp bất thiện, mà nam tính là do nghiệp thiện không?
Và bây giờ cũng có những người chuyển giới, người nữ biến thành nam, nam biến thành nữ á. Thì như vậy cái giới tính nó có hẳn là do nghiệp không? Xin kính thỉnh sư tổ hoan hỷ trả lời cho một vài ý kiến ngắn, rồi sau đó là chúng ta kết thúc lớp học ngày hôm nay. Kính thỉnh thiền tọa. Thực ra thưa quý vị, cái sắc giới tính sẽ là người nam hay người nữ thì chúng ta không thể, không nên nói là sanh là người nam là do phước, hay sanh là người nữ là do thiếu phước. Nói như vậy quý vị trả lời như thế nào đây, khi người ta nói rằng người nữ đó tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí, tức là tam nhân. Bởi vì người nữ đó nếu không tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí thì làm sao kiếp chót mà làm tỳ kheo ni đắc a la hán được. Cho nên sắc kiệt mà nó đồng sanh với cái tâm đại quả hợp trí, tức là quả thiện, thì sắc nghiệp đó là do nghiệp thiện tạo. Người nam cũng vậy. Nhưng mà sở dĩ mà gọi là do nghiệp xấu á, nó tạo lại nó có cái như thế này. Người nào trước kia đã sanh là người nam rồi, rồi sau đó họ phạm vào một cái bất thiện nghiệp xấu, họ chuyển là người nữ, như là cái nghiệp tà dâm chẳng hạn, thì họ sanh lại làm nữ. Thì cái chuyện mà họ bị đổi cái giới tính như là tiền thân của tôn giả Ananda chẳng hạn, thì trong trường hợp đó chúng ta mới nói là khi mà chàng thanh niên đó sanh trở lại không còn là người nam nữa mà sanh là người nữ, cảm thấy như là một cái sự bất hạnh là do cái nghiệp nó tạo, do ác nghiệp nó tạo thành. Nhưng mà ngay trong hiện tại với cái người mang cái thân tiếng nam hay nữ, thưa quý vị, chúng ta khó nói là do nghiệp xấu hay nghiệp tốt. Tại sao có người nữ họ sanh ra ở đời họ sung sướng, họ hạnh phúc, đẹp người, họ có quyền quý cao sang, họ được quyền quý cao sang. Còn có những người nam sanh ra ở đời, thưa quý vị, họ thân tướng xấu xí, rồi bất hạnh, nghèo khổ, phải đi ăn xin, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta không thể nói, chúng ta không thể nói là nếu mà chúng ta không thể nói là người nam có phước hay người nữ vô phước. Chúng ta đừng có nói như vậy. Mà cái vấn đề là chúng ta phải nhìn thực tế coi cái người đó người như thế nào. Nếu người nam đó là một người đẹp trai, có tiền của, có uy quyền, có quyền lực, thì chúng ta nói người nam đó có phước. Còn người nam mà sinh ra mà bị xấu xí, bị nghèo khổ, không có quyền lực, thì như vậy chúng ta gọi là người thiếu phước. Còn người nữ mà họ đẹp, người có quyền lực, giàu có, sung sướng, thì người nữ đó là người có phước chứ đâu phải là vô phước. Cho nên cái chuyện mà có phước hay không, có phước sẽ là người nam, không phước sẽ là người nữ, cái chuyện đó là chúng ta nói, chúng ta dựa vào đâu đó, gọi là nói không có căn cứ, không có căn cứ. Hay là chúng ta dựa vào trong kinh mà nói rằng là
nói cái câu chuyện đó, cái anh chàng thanh niên đó do cái việc tà dâm mà phải sao sanh trở lại làm nhiều kiếp, làm nữ nhân hay là làm người bán nam bán nữ, làm người lại cái, thì cái trường hợp chúng ta đừng có đem cái lý do đó mà chúng ta tuyên bố rằng sanh làm người nữ là thiếu phước. Cái trường hợp này nó kỳ lắm thưa quý vị, chúng ta không thể dựa vào cái chỗ đó được. Cái chuyện nào ra chuyện đó, quá trễ giờ rồi, chúng tôi xin được chiếc lời ở đây. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình thưa thầy thưa sư. Dạ vâng, chúng ta còn có rất nhiều điều để bàn nhưng mà không có thời giờ nữa. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chứ quý vị, chúng ta sẽ có một học cơ bản và chúng tôi là vị giảng sư đảm trách cho một ngày mai. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sư thú lên đây, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân thần tọa tiền sư của đại đức đẳng cùng quý chư tôn đức tăng. Dạ sư thú lên đây, con Metta bên nhà, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, tu thu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức là làm cái chuyên ngành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tứ công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Kim chi pu sa la ka ma ka pa pa ge ri ya ma ma ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang sa ye ta pa sa ni no a ti ye ya